của cải, danh vọng, sự nổi tiếng trên cái thế gian này Không có thứ gì mà người đàn ông này không có Khi sống hắn là con quái vật khiến người người sợ hãi Khi ngỏm hắn tạo ra giai thoại Giai thoại về kho báu vĩ đại có thể mua cả thế giới Kẻ được biết đến với cái danh vua hải tặc Gold Roger Tại Locktown 22 năm trước Khi đứng trên đoạn đầu đài Roger đã có lời tuyên bố khiến cả thế giới bùng nổ Video này được mang đến cho bạn bởi con tên Phúc Lộc và tôi còn quại video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa ăn tối trước cái đấy bọn tôi và viewer cũng chả quan tâm đâu Cho cái địa chỉ kho báu đấy <laughs> Kho báu của ta ư Nếu các người muốn lấy nó Hãy ra biển đi Ta vứt hết ở ngoài đó Lời tuyên bố và sự ra đi của vua hải tặc như một liều ke cực mạnh Khiến những kẻ tham vọng bắt đầu lên cơn Số lượng cướp biển đông như tiktoker lắc đít Từ đó tạo ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới Kỷ nguyên của những kẻ không muốn đi làm ăn chân chính mà cứ thích đi làm cướp biển One Piece ở một nơi nào đó trên biển Đông Xanh ở thì hiện tại cậu thiếu niên man kỳ đi luffy như bao đứa trẻ khác rồi sẽ phải đi xa nhà thay vì nhập dân tổ phóng đổ tim em thì luffy chọn làm hokage của biển cả mỗi tội chọn phải thuyền vào hang đi chưa được vài quốc đã lênh lang trong cái khó ló cái may ít nhất cái thùng chở cá còn bền nên cậu tạm trú được rồi để mặc cho biển muốn đẩy mình đi đâu thì đến nhờ có cốt truyện đậu chiếc thùng được đưa lên con thuyền của alvida kim trùy một hải tặc nặng ký theo nhiều nghĩa với mức truy nã năm triệu bailey tối hôm đó khi đang lau con hàng của thuyền trưởng kobe một phục dịch trên tàu phát hiện ra có tiếng động lạ cậu vừa tiến gần đến nơi phát nguồn thì luffy nhảy trồm ra suýt khiến cho kobe rơi cả cái giới tính ra ngoài sau bước đầu gặp hơi trụy tim để tạo bầu không khí thân thiện luffy mạnh dạn hỏi xem ở đây có gì bỏ vào mồm không trùng hợp là kobe cũng đang đói cậu chỉ được ăn khi mà alvida đã xong bữa mà thôi bỏ qua chuyện ăn uống luffy tự giới thiệu mình là hải tặc mới vào nghề thấy cái danh hải tặc là kobe dị ứng trong mắt cậu đám đó là rác hơn cả rác rưởi cũng đúng nhưng chắc trừ idol của Luffy ra 10 năm trước tại làng Windmill Quê hương của Luffy Có một băng hải tặc thường xuyên ghé qua Đứng đầu là thuyền trưởng xanh tóc đỏ Lù mê đám người này lắm Cứ bao giờ xanh cùng Homie đến là cậu lại bám lấy ông chú để nộp CV lên tàu Tàu mình có thiếu Inter không ạ? Ông cháu chưa đủ tuổi đâu Bao giờ The Reviewer 2 triệu sắp thì quay lại nha Hoặc có được năng lực làm tài chính thông qua việc tìm hiểu và đầu tư vào Onus Ứng dụng đầu tư crypto an toàn và tiện dụng Được tin tưởng sử dụng bởi hơn 4,5 triệu người dùng đa số tại Việt Nam Onus có thiết kế cực kỳ tối ưu và đơn giản cháu tôi cũng biết dùng thích hợp cho anh em mới được cầm thử bitcoin chỉ từ 50.000 đồng đã có thể đầu tư và chờ cụ bay đã thế tất cả thông số rổ giá đều được việt hóa đầu tư theo tiền việt nam đồng giúp anh em dễ dàng theo dõi và quản lý tài sản của mình và vợ cash out cũng nhanh chưa đến một phút là có thể rút được tiền về banh đã thử và thành công onus có một tính năng nổi bật là gửi tiền để nhận lãi qua đêm nghĩa là anh em chỉ cần để tiền trên app và app sẽ trả tiền lãi hàng ngày cho anh em tỷ lệ lãi đang là 12,8% trên năm onus cũng có sẵn công cụ tính toán để anh em biết được mình lãi bao nhiêu ví dụ để 10 củ thì qua đêm lãi cốc trà đá 100 củ qua đêm thì lãi bắt phở anh em sẽ có ngay bitcoin miễn phí và 270.000 đồng trong tài khoản đã thế còn được nhận thêm 65.000 đồng mỗi khi rủ thành công bạn bè đăng ký onus link tải app ở dưới phần mô tả và bình luận thấy rằng hai cái này đều khó với thực lực của mình thế là luffy làm liều cosplay anh trí để chứng minh sự khát khao của mình kết quả luffy thành lù phèo và vẫn ở nhà sở dĩ xanh không thể đem luffy theo là vì hơn ai hết anh hiểu rõ nguy hiểm ngoài kia một đứa bé như lù không thể gánh được sóng gió ấy đó thấy chưa hải tặc cũng có kiểu lọ kiểu trai nhưng cô bi méo tin để giúp thằng bạn dễ tin hơn Luffy tuyên bố mình sẽ đi tìm One Piece Kobe cho rằng cu này hình như bị ngáo kinh niên rồi Biết bao kẻ đã ngỏm vì nó mà vẫn chưa ra ngô ra khoai gì Huống chi là một cu lông mới mọc tơ Nhưng Luffy cho rằng giấc mơ thì vô biên Đã tốn công mơ thì phải mơ cho đáng chứ Nghe rất tuyệt vọng nhưng cực kỳ thuyết phục Nhưng muốn mơ tiếp trước mắt Luffy phải rời khỏi đây cái đã Trong lúc di chuyển đến chỗ để thuyền cứu sinh Ông thần lù đã làm quả báo thức Đánh động cả băng Alvida dậy tập thể Không những thế cái mỏ hỗn của cậu còn mở không đúng lúc Đã chọc vào máu điên của Kim Trùy Mụ béo liền vung cây thiết trùy quyết dậy lại cái mồm của Luffy Đuổi mãi mà chẳng đập được nhát nào Đã thế còn tự phá tàu của mình Khiến Alvida x10 máu điên mà xả giận lên Kobe Ngay lập tức Luffy lấy đầu ra đỡ Đồng thời kích hoạt nội tại tung đòn Gomu Gomu Pistol một đấm hạ gục ả Alvida. Đám hải tặc bên dưới thấy vậy cũng rén mà chẳng dám ho he, đành dương mắt lên để Luffy và Coby rời đi. Trước bộ kỹ năng độc lạ của Lù, Coby lấy làm tò mò lắm nên mới gặng hỏi, nếu bạn muốn thì Luffy cũng chiều. Hồi con bé cậu đã vô tình cố ý trái ác quỷ Gomu Gomu, hậu quả là như thế này này. Câu hỏi tiếp theo mà Coby thắc mắc là hai đứa giặt đâu bây giờ? Luffy thì muốn đến đại hải trình, nhưng đi thế nào thì cậu không biết. Bỏ mẹ ơi, đi đúng với thằng ngáo cộng mù đường. Coby đã nghĩ đến việc quay xe để về Avida thì hơn, thấy thằng bạn căng, Luffy liền giúp cậu giải tỏa bằng cách tát bom bốp vào mặt, giờ hỏi về ước mơ của tóc hồng. Sau vài phút lưỡng lự, Coby mới nói ra khát khao thành lính hải quân của mình. Kế vậy thì chốt, mục tiêu tiếp theo của họ là sẽ đến một căn cứ hải quân nào đó. Luffy sẽ kiếm cho mình cái hải đồ đi tiếp, còn Coby ở lại nhập ngũ, đi thế nào thì tùy tóc hồng chỉ đạo. Còn Lu sẽ đi ngủ để cho viewer xem tiếp quá khứ của mình. Trong thời gian đậu tàu ở làng Windmill, San đã va chạm với anh em lương sơn bạc. Sau lần đầu tóc đỏ đã không muốn nói rồi nhưng đến lần sau khi hắn dám đụng đến Luffy thì tới công chuyện luôn. Với sức mạnh của mình, các thành viên trong băng tóc đỏ lần lượt hạ đẹp đám danh con sơn tặc, ship hỏa tốc cho chúng về miền cực nhọc, nhưng mãi đánh quá các anh quên luôn thằng em. Luffy bị tên thủ lĩnh kéo ra biển, khi núi lần đầu ra khơi nên không hề hay biết rằng hắn đã đi vào ổ của một con vua biển, hậu quả là hắn thành món. Còn Luffy do tác dụng phụ anti nước biển của trái ác quỷ nên cậu bé đuối dần và bị chìm xuống giữa lúc tưởng như ngỏm đến nơi thì xanh đã kịp đến cứu cậu một mạng đúng lúc này con vua biển mới ngoi lên lao đến tấn công về phía hai chú cháu xanh thân thủ cũng nhanh nên né được giờ kích hoạt sức mạnh mà ai cũng biết là cái gì khiến con thủy quái rén lắm mà cút vội tuy đã cứu được luffy một mạng nhưng xanh phải trả giá bằng chi phải của mình chứng kiến ân nhân trở thành dương quá dù chú xanh đã vỗ về bả là không sao nhưng trong lòng luffy vẫn tự cảm thấy tự trách Ngày xanh phải rời đi đã đến chú đã đến để nói rõ lý do mình không thể đưa luffy đi không còn dáng vẻ vùng vằng như trước luffy tuyên bố một ngày nào đó mình cũng sẽ ra khơi băng hải tặc của cậu thậm chí sẽ ao trình hơn băng của xanh và cậu sẽ tìm ra one piece rồi trở thành hokage của biển cả một cảm giác dùng mình đến kỳ lạ chạy dọc sống lưng tóc đỏ ông chú quyết định tặng lại chiếc mũ rơm cho luffy Luffy kèm theo lời hứa hẹn khi nào Luffy trở thành hải tặc vĩ đại hãy mang đến và trả lại cho chú. Từ ngày hôm đó chiếc mũ rơm trở thành báu vật quý giá nhất của Luffy. Kết thúc hồi ức giờ là lúc lù phải dậy bởi họ đã đến nơi cần tới đó là thị trấn Shell nơi đóng quân của lực lượng hải quân số 153. Trong lúc đang thưởng thức bữa ăn tại một quán bar Luffy và Kobe đã được xem một màn đánh lộn giữa một khứa chơi ba cây kiếm và đám hải quân bắt nạt dân đứng đầu là thằng mặt ngu heo chỉ với vài chiêu cơ bản anh chàng đó đã đánh cho đám hải quân xây sẩm mặt mày đặc biệt khiến thằng heo phải quấn ra đài nhưng bố nó làm to cụ thể là morgan tay dìu ban đầu thì hắn ngon ngọt rót mật vào tai rằng mê cái cách anh ta chơi kiếm nên muốn chiêu mộ làm thuộc hạ cho đến khi thấy khứa này cứng quá morgan lại đổi sang dọc đen nẹt đòi nhân quyền cho thằng con bị đánh nên đề xuất phạt trói phơi nắng trong 7 ngày anh chàng thấy cái này easy nên ok không nghĩ tuy nhiên đó là cái bẫy để tóm và diệt chàng thợ săn hải tặc của tên morgan mà thôi Luffy trong lúc đi tìm đường đến phòng bản đồ, thế nào lại lạc ra ngay chỗ khứa đầu xanh bị trói. Vốn đã mê như điếu đổ anh chàng kiếm sĩ, Luffy đưa dây đi để anh ta xem xét gia nhập. Khứa này giới thiệu mình là Roronoa Zoro. Dây đi thấy nhiều tiềm năng phết nhưng Zoro chưa ưng. Cậu có quy tắc riêng và ước mơ riêng nên từ chối thẳng thừng. Thế thì thôi, Luffy cũng chẳng ép, nhưng trước khi đi cậu vẫn giúp đồng đội hụt thoát thân có hình như có duyên gặp mặt sau khi rơi xuống phòng bản đồ luffy gặp một hải quân phách cô ả là nami một nữ đạo trích vì cũng đang tìm tấm bản đồ vào đại hải trình cả hai kết liên minh tạm thời Giờ họ phải thâm nhập vào phòng Morgan may ra thì mới tìm được hàng Vừa dứt cái tên ra thì hắn đã đến Không chỉ nhanh mồm nhanh miệng Thoát khỏi màn pressing câu hỏi của tay đại tá Giúp cả hai vượt qua tình huống nguy hiểm Nami còn tiện tay thó luôn chìa khóa phòng Đến khi vào được rồi thì lần mãi không thấy bản đồ đâu Cho đến khi Luffy vô tình kích hoạt cơ quan lộ ra của quý của Morgan Ý tôi là cái kết sắt này Niềm vui lớn chẳng tay ga Morgan đã phát hiện và hắn điên cuồng phá cửa trong khi Nami còn chưa mở được kết Thôi cun cút ra để anh thể hiện Màn thể hiện của Luffy bị lố Khiến cả hai lỡ đà mà văng xuống dưới lực lượng hải quân nhanh chóng triển khai bao vây muốn đánh thì luffy và nam mi cũng chẳng ngán địch vào đến đâu là đập đến đó sau lúc ấy Zoro đã lấy được kiếm Tính là quay đít đi luôn đấy Nhưng mà lại thấy ai náy Nên là quyết định quay xe vào chợ chiến Khởi động đã nóng người Giờ là lúc dọn dẹp tên trùng cuối Zoro lao đến làm kèo với Morgan Nhưng Luffy cũng nổi hứng mà xông vào góp tí khó khăn Nhưng là khó khăn cho Zoro Sau khi nhắc nhở Luffy để mình solo Zoro lại tiếp tục cuộc chiến với Morgan Nhưng lù cứ mạnh dạn xông vô Mém tí nữa báo Zoro bị sẻ Nếu đã thế thì đành xong kiếm hợp đấm vậy Nhưng trước hết phải để Zoro vào form hủy diệt đã Một khi khăn đã lên chán mà kiếm đã vào mồm Thì địch chuẩn bị xe rồng luôn đi là vừa. kể từ lúc hai khứa biết phối hợp, thế trận sau đó nghiêng hẳn về phía họ, khiến Morgan bị đẩy vào thế chân tường. Luffy tận dụng thời cơ tung chiêu Gomu Gomu Muchi thẳng mõm tên đại tá khiến hắn thẳng cẳng bất động. Trong lúc cả ba lên tàu tính rời đi, thì bị Helmeppo với bộ tóc bát úp răng dở dí. Khứa này bị Zoro cắt tóc cho nên cay cậu lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Cho mày ổn lòi lìa luôn này. Coby xuất hiện knock out Helmeppo. Luffy vội bảo thằng bạn nhanh lên thuyền, nhưng tóc hồng từ chối. Cậu sẽ ở lại đây để nhập ngũ. Có thể sau này hai bên sẽ trở thành kẻ thù, nhưng Kobe vẫn sẽ coi Luffy là huynh đệ và chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Thông tin tấm bản đồ vào đại hải trình bị đánh cắp lập tức đến tai phó đô đốc Monkey D. Gap. Sau khi xem xét tình hình, ông lập tức hạ lệnh tiến đến thị trấn Shell ngay lập tức ở một diễn biến khác. Tên hề Buggy với 15 triệu ly truy nã cũng dục dịch hành động. Sau khi nhận được tin về hành tung của đám Luffy, trở lại với tổ đội bất ổn, Nami sau bao cố gắng cuối cùng cũng mở được chiếc két và lấy được tấm bản đồ vào đại hải trình. Ngon, thế hướng dẫn sử dụng của nó đâu? Cậu đéo biết đi biển à? Ừ. Vỡ wow, Vảnh tai lên mà nghe đây nhé các nhóc Về cơ bản các vùng biển được chia thành Đông, Tây, Nam và Bắc Bởi giải đất mỏng hông tuyến còn vùng biển giữa chính là Đại Hải Trình, nơi được mệnh danh là Nghĩa Địa Hải Tặc và điểm cuối cùng ở nơi ấy là điểm cất giấu kho báu One Piece giữa buổi bổ túc. Cả bọn bị đột kích bất ngờ bởi khí gây mê. Luffy khi phát hiện ra tình hình đã kịp nuốt lấy tấm bản đồ vào bụng, đề phòng khi bị thó mất rồi mới ngất đi ngay sau đó. Sau khi tỉnh dậy, cả bọn được đưa đến nhà hát của những giấc mơ. Xung quanh là những khán giả với vẻ mặt tươi cười nhưng sượng, với chân tay bị xích xiếc các kiểu. Chủ rạp xiếc này là Buggy, sau một hồi tra khảo với tấm bản đồ mà không thu được gì, để tránh mất thêm thời gian đôi bên, Buggy cho Zoro và Nami vào trong trước để buổi biểu diễn được tiếp tục với nhân vật chính là Luffy. Hắn trói tứ chi cậu lại rồi kéo giãn về bốn hướng, hòng ép Luffy phải nôn bản đồ ra. Tuy nhiên cái trò này là vô ích với lù, kéo vậy chứ kéo nữa thì cũng chẳng xi si nhê. Chợt Buggy thấy cái mũ rơm nhìn quen quen, rất giống với chiếc của xanh tóc đỏ, kẻ thù không đội trời chung của hắn sở hữu. Trong quá khứ Buggy và xanh từng là homie trong một băng hải tặc, nhưng tóc đỏ đã phản bội hắn. Nghe những lời sỉ nhục idol, Luffy căng dần đều. Đến khi Buggy lôi cậu bé vào sàn diễn thì cậu đã không chịu nổi được nữa. Ngay khi vừa thoát chói, Luffy liên tung một cú gomu gomu pistol làm bay đầu buggy nhưng hắn vẫn chẳng hề hấn gì tên hề đã ăn trái bara, bara nomi giúp hắn trở thành người phân tách trong khi mải nhìn buggy dùng năng lực luffy đã không để ý dẫn đến mắc bẫy khói mê để rồi bị hạ gục sau khi biết luffy sở hữu năng lực trái ác quỷ buggy đã nhốt cậu vào một bình chứa rồi đổ nước biển vào trong người năng lực mà dính nước biển thì toàn bộ sức lực sẽ tiêu tan chỉ cần lù ngoan ngoãn ra bản đồ ra không chỉ được tha mạng mà còn được cân nhắc cho một slot trong băng buggy điều này cũng ổn đấy ổn loi lia luffy méo thèm thấy thằng nhóc vẫn cứng họng buggy cho mở van tăng thêm nước quyết cho lù ngỏm hẳn luôn thì thôi trong giây phút ngăn cân treo sợi bún nami đã đến kịp thời phá vỡ lớp kính cứu luffy trong khi zoro đã thu dọn xong đám dị nhân của buggy do bị sặc nước luffy đã nhả tấm bản đồ ra nhưng tầm này thì cái đó không quan trọng thứ cậu quan tâm là phải lấy lại chiếc mũ buggy lập tức lao đến lấy tấm hải đồ Tuy nhiên hắn đâu dễ cầm được nó luôn Vẫn còn Zoro và Nami để vượt qua cơ mà Nhưng năng lực của Bara Bara quá khó nuốt Zoro ra sức chém thì Buggy ra sức tách Cuộc chiến hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của tên hề Lần lượt Zoro và Nami bị đốt hành liên tọa Chứng kiến đồng đội bị ép bởi tên hề Luffy cũng bắt đầu vào combat Nhưng kết quả vẫn chẳng đổi khác Thậm chí chiếc mũ của cậu còn bị đâm thủng tưởng như lần này bỏ mạng trốn đây thì lù chợt lòi ra một ý tưởng cậu bảo cả đội bắt đầu tìm quốc để nhốt những bộ phận của buggy vào những cái hòm chứa tuy bị hóa chibi nhưng tên hề mồm miệng vẫn leo lẻo lắm hắn khẳng định ngữ như lù mơ thì cũng chẳng với được tới one piece nhưng mũ rơm lại nghĩ khác cậu sẽ làm vua hải tặc và là kẻ tự do nhất thế giới kết thúc màn đấu võ mồm Luffy tung chiêu Gomu Gomu Bazoka. cho tên Buggy cất cánh. Sau cuộc chiến, Luffy trao lại tấm bản đồ cho Nami vì từ giờ cô sẽ là hoa tiêu của băng. Giờ mới bước đến khán đài trả lại sự tự do cho những người dân vô tội để trả ơn cho những người bạn trẻ dân đảo đã tặng cho nhóm mũ rơm một chút lương thực ăn đường ban đầu thì lù xin thôi nhưng cái bụng phản đối nên cậu chỉ xin một cái bánh gọi là lấy thảo rồi tiếp tục cùng những người bạn lên đường biết được chiếc mũ là kho báu của luffy nami đã giúp cậu vá lại chiếc mũ cho lành khi mọi thứ đã sẵn sàng hành trình đến đại hải trình lại được tiếp tục song song với những diễn biến kể trên phó đô đốc gáp đến tại thị trấn treo trong lúc duyệt binh sự chú ý của ông đã va vào Coby với giao diện lúc này là một lính hải quân dựa vào những tin tức thu thập được gáp đã biết Coby từng đi cùng nhóm với hải tặc nếu tóc hồng không khai ra thì hậu quả ra sao sẽ phải tự chịu Coby rén dần đều nên đã khai tuốt tuần tuột những gì đã xảy ra đặc biệt là về luffy việc cậu gia nhập hải quân không có âm mưu gì cả chỉ là bởi đó là ước mơ mà thôi nhận thấy tiềm năng chính nghĩa trong cô nhóc này Gap quyết định sẽ thu nhận Kobe về dưới trướng mình để cùng truy tìm tên hải tặc mũ rơm. Nhưng trước khi rời đi, phó đô đốc đã trừng trị tên Morgan để làm gương và đưa lên tàu những tân binh để bắt đầu huấn luyện. Nhờ việc từng làm tạp vụ trên tàu Avida, Kobe đã có không ít kinh nghiệm hàng hải. Nhờ đó mà cậu đã lọt vào mắt xanh của Gáp, bỏ qua bước tập sự để bắt đầu huấn luyện chính thức. Trở lại với tình hình của nhóm Luffy, cả đội đã đến làng Sirup thuộc quần đảo Gecko nhằm kiếm cho mình một con tàu để tiếp tục hành trình khi đến xưởng đóng tàu luffy đã tìm ra chân ái của đời mình một con tàu caravan với mũi là đầu cừu giữa lúc luffy đang ngắm nghía con tàu một thanh niên tên usopp đã xuất hiện cung cấp thêm cho cậu những chỉ số kỹ thuật của con tàu nghe xong luffy mê lắm vội chốt điêu ngay mỗi tội usopp không phải là sale hơn nữa con tàu cũng chẳng để bán tuy nhiên cậu ta lại có thể làm trung gian giúp họ sở hữu con tàu sau đó usopp dẫn cả đoàn đến một căn biệt thự lộng lẫy nhưng có vẻ người ở đây chẳng mấy thân thiện mới thấy usopp đã động cả mồm lẫn tay chân trái ngược với người làm, cô chủ biệt thự Kaya lại rất niềm nở, thậm chí cô còn ngỏ ý mời nhóm Luffy ở lại dự sinh nhật mình. Tên quản gia Clahadore tỏ ý khó chịu ra mặt nhưng vì là ý của cô chủ nên hắn đành tuân theo mà lệnh cho đám người hầu Đưa Luffy và các bạn đi thay đồ. Nói qua một chút về chàng trai tên Usopp này thì từ khi còn nhỏ, cậu chàng đã được mệnh danh là Pinocchio mũi ngắn vì khả năng ba hoa thành thánh của mình. Đến hẹn lại lên, Usopp thường chạy hết láng trên xóm dưới để thông báo việc hải tặc đang tấn công. Tất cả những việc đó Usopp làm là vì mẹ. Cậu muốn làm bà vui vì người cha hải tặc sắp về rồi, nhưng mẹ Usopp đã không thể chờ đến ngày ấy nữa. Chính sự ngây thơ trong những câu chuyện khoác lác và đồng chung cảnh ngộ mồ côi đã giúp Usopp và Kaya trở thành những người bạn thân thiết. Tối hôm đó, trong bữa tiệc chào đón tuổi 18 của mình, Kaida sẽ chính thức tiếp quản xưởng đóng tàu gia đình từ tay người quản lý Mary. Nhân cơ hội đó, Luffy đã ngỏ ý xin con tàu đầu kiều ngắm được hồi sáng. Nhưng chưa kịp nói hết lời, thì tên quản gia Clahadore đã cắt ngang, buông những lời miệt thị cho rằng Usopp và đám Luffy là những kẻ đầu đường xó chợ, rồi nhanh chóng đưa tiểu thư rời đi kết thúc buổi tiệc. Trong khi đó, tại vị trí của hải quân, họ đã tìm ra lá cờ nguệch ngoạc của Luffy cùng với xác con thuyền của họ. Gáp lập tức lệnh cho Kobe dẫn theo một tiểu đội đến quần đảo Gecko để kiểm tra. Sau khi đến nơi, Kobe đã gặp Usopp lúc này đang thất thần như đang muốn tìm một sự giúp đỡ nào đó. Cậu ta khẳng định rằng hải tặc đã tấn công. Thực hư ra sao thì phải quay lại mấy tiếng trước. Do bữa tiệc tàn quá sớm, lù ăn còn chưa no, rổ uống chưa tới, nên hai khứa tính vào bếp kiếm ít đồ lót dạ tráng gan. Khi họ tìm đến được nhà bếp, thì Usopp cũng đang ở đó trong quá trình trò chuyện. Usopp đã phô diễn kỹ thuật bắn ná bách phát bách nét của mình. Khả năng này đã ăn vào mã gen của cậu thông qua người cha hải tặc vĩ đại Yasopp. Luffy lúc này nhận ra khứa này hóa ra là hậu duệ của tay súng nét nhất trên tàu của tranh Hai đứa đang nói hăng thì bị cơn thèm rượu của Zoro cắt ngang u dẫn đầu tảo xuống hầm rượu để kiếm mấy chai còn lù ở lại nốc hết nồi súp dở của bữa tiệc trong hầm rượu u bất ngờ tìm thấy xác của quản lý mary sau khi khám nghiệm tử thi zoro phát hiện ra thương tích của ông ta rất giống với vết thương do thuyền trưởng kuro gây ra đúng như những gì zoro đã nói chỉ khác là thuyền trưởng Kuro bây giờ đã có cái danh khác, quản gia Clahadore. Tin đồn về hắn bị Morgan tay dìu tiêu diệt, thực chất là fake news để che mắt người đời, nhằm thực hiện âm mưu về vườn an nhàn của hắn. Đối lần này của Zoro không hề dễ nhai, đặc biệt là tốc độ kinh hoàng của hắn. Nhưng thứ đánh bại đầu tảo lại là một chai rượu do ả hầu gái đánh lén. Usopp nhanh chân chạy thoát được. Điều đó không hề khiến Clahadore lo lắng, bởi vì dù Usopp có cầu khản cổ thì cũng chẳng có ai giúp khứa lộn xào như cậu đâu để phi tang chứng cứ đám thuộc hạ của Clahadore đã đưa Zoro quẳng xuống một cái giếng cạn với độ sâu của cái giếng thì dẫu Zoro không hẹo vì đập thì cũng ngỏm do đói mà thôi trong khi đó tại dinh thự Nami đã tìm thấy Luffy đang trong tình trạng mê man cô tính đưa thằng bạn rời đi thì chợt có tiếng động buộc Nami phải trốn vào trong tủ bếp lát sau Dore và đám thuộc hạ bước vào thấy Luffy bên nồi súp thuốc độc chống không chúng chắc mẩm khứa mũ rơm đã hẹo nên tính giải quyết luôn cái xác giữa lúc đó usopp và tiểu đoàn của kobe đã đến dinh thự clahadore buộc phải dừng mọi động thái lại để hắn đối phó với đám người ngoài kia trước lời tố cáo của usopp clahadore vẫn điềm tĩnh đối đáp lại với lý lẽ rằng usopp có vấn đề về tâm lý từ khi mẹ mất khi thấy ai cũng bảo là hải tặc với mồm miệng sắc lẹm của mình những câu hỏi mà kobe đưa ra đều được hắn trả lời một cách nhanh gọn Hel mepo lúc này đã hết kiên nhẫn cậu ta hỏi clahadore xem có thấy ai tên là luffy hay không vớ được cơ hội đuổi người tên quản gia liền gọi đám thuộc hạ đưa xác luffy để bàn giao lại. Tuy Clahadore múa mõm cũng dẻo, nhưng Kobe vẫn cảm thấy lấn cấn. Tóc không tính câu giờ để hỏi thêm dăm câu nữa. Ban đầu tên quản gia đồng ý, nhưng sau một tiếng động trong nhà, hắn bỗng thay đổi thái độ. Usopp tận dụng lúc đó để tăng sức ép nhưng bị gàn lại không thể cứ mãi chôn chân ở đây Usopp bỏ chạy để tìm người khác giúp Clahadore không thể cứ mãi cù cưa với hải quân nên cũng vội đuổi khéo rồi đóng cửa gấp trở lại căn bếp ngay sau đó Clahadore phát hiện ả hầu gái vừa hồi tình ả à ta nói rằng chính nami đã ra tay tấn công mình và đã nghe được mọi thứ nhưng điều đó không còn quan trọng nữa bởi tiếng chuông đã điểm kaya đã tròn 18 tuổi kế hoạch mà Clahadore ấp ủ đã đến lúc thực hiện tên bếp béo lập tức kích hoạt hệ thống phong tỏa toàn bộ ngôi nhà khi nội bất xuất ngoại bất nhập chuyến đi săn của Clahadore và đàn em bắt đầu trước đó không lâu Usopp đã vào phòng Kaya theo lối cửa sổ cậu đã trình từ A đến Z kế hoạch của tên quản gia nhằm thuyết phục cô bạn theo mình bỏ trốn tuy nhiên Kaya không tin cô cho rằng Usopp đang vì tư thù mà đổ vấy cho Clahadore mà thôi chỉ đến khi Nami xuất hiện đưa ra những bằng chứng thuyết phục về những triệu chứng bệnh của Kaya thì cô tiểu thư mới dần hiểu ra tên quản gia đã mò đến phòng của cô nhưng chẳng thấy cô chủ nhỏ ở đâu cả. Kaya đã dẫn đoàn đi theo một lối ẩn trong tường để tìm đến phòng bố mẹ cô hỏng mở cửa kéo, tưởng rằng như mọi thứ sẽ ổn áp thì chợt cơn ho của Kaya kéo đến khiến vị trí của họ bị bại lộ. Clahadore lập tức đâm cật lực hòng xin mạng cả bọn nhưng nhờ giáp cốt chuyện nên cả bọn vẫn an toàn mà chim cút ở một diễn biến khác sau bao cố gắng nỗ lực thì Zoro cuối cùng cũng thoát được khỏi giếng cạn cũng hên là trời chỉ bảo trong lúc lạc đường đầu tảo đã gặp được Kobe và cả Luffy cũng đã hồi tỉnh nhờ nôn hết đám xúc độc dù tin vào lời của khứa mũ rơm nhưng với tư cách của một lính hải quân Kobe không thể để họ đi được tuy nhiên trước ánh mắt kiên định của lù tóc hồng đã bị lay chuyển mà dù có đánh thì chắc cũng an hành trở lại với tình hình dinh thự nhóm của Usopp đã đến được phòng của bố mẹ Kaya nhưng bánh lái mở cửa đã bị kẹt cả bọn dùng hết sức bình sinh cũng chẳng làm nó di chuyển được bỗng tiếng của tên hải tặc vang lên cả bọn nháo nhào đi tìm chỗ lần Clahadore bước vào hắn không ngừng múa mép và tấn công bất ngờ để truy lùng tung tích của cả bọn vốn vốn là thuyền trưởng của một băng hải tặc khét tiếng giờ phải cung phụng một tiểu thư bệnh tật khiến clahadore như nổi cơn khùng tất cả sự dồn nén của hắn chỉ để cho ngày hôm nay lấy mạng của kaya và tậu toàn bộ gia sản khi clahadore nhắc đến bố mẹ mình tiểu thư đã không giữ nổi bình tĩnh cô cùng nami xông ra với no plan và hậu quả của chơi ngu là bị tóm Usopp thấy tình hình bất ổn liền thi triển súng cao su thần trưởng nhưng viên đạn lại bị clahadore bắt được và cái kết của khứa xạo sự là bị đập cho như con ở một diễn biến khác luffy và zoro đã vào được bên trong dinh thự rồi tách ra tìm bạn bè cho lại bằng một cách ảo Ma Malazada nào đó, Zoro đã mò được đến phòng khác, nơi mà hai tên đàn em của Clahadore đang chờ sẵn. Tưởng gì chứ hai con mèo già đầu tảo méo ngán, tuy chúng phối hợp ban bật chuyển đổi cũng khá đấy, nhưng so với nhị kiếm phái của Zoro thì vẫn quá non. Nhưng trong một phút bất cần à, phục vụ đã thó mất cây Wado Ichimonji của cậu, rồi quẳng đi như miếng rẻ rách. Gòi gòi xong mày rồi sau khi lấy lại bảo kiếm của mình, Zoro liền bật chế độ hủy diệt. Trình bình thường đã thua kém rồi, giờ đầu tảo còn chơi thật nữa thì hai con mưu con này đúng là hết cứu. Chỉ trong vài đường kiếm cơ bản, Zoro đã dễ dàng đánh gục cả hai. Trước đó không lâu, Luffy cũng đến kịp để ngăn tên Klahadore ra tay với Kaya và Nami. Tuy nhiên trận đánh này khá khoai với mũ rơm. Tên quản gia không chỉ sở hữu cái mồm hư hỏng mà có một kỹ thuật siêu ảo ma mang tên đôi chân ma giúp hắn di chuyển với tốc độ bàn thờ mà mắt thường không thể nào theo kịp nếu mắt không thể giải quyết được vấn đề thì luffy sẽ dùng bản năng nhắm mắt lại và cảm nhận từng bước di chuyển lù đã thụ cho đối phương một đấm mới một hit mà gã quản gia đã nổi khùng như một con mèo bị dẫm phải đuôi hắn spam đâm chém các thứ một cách vô tội vạ mà một khi chiến đấu mà lại đánh kiểu này thì dễ toang lắm luffy tận dụng cơ hội khóa hai tay tên clahadore lại rồi dùng chiêu thiết đầu công cao su đánh văng tên hải tặc ra ngoài kết thúc cuộc chiến với chiến thắng chung cuộc để đền ơn cứu mạng tiểu thư kaya đã tặng lại cho nhóm luffy con tàu đầu cừu con tàu này vốn là thiết kế của quản gia mary người đồng nghiệp đáng mến của bố mẹ kaya để giúp tiểu thư lưu giữ những kỷ niệm của người đó luffy đã quyết định đặt tên cho con tàu là going mary thế là cả bọn đã có thêm một đồng đội mới tuy nhiên luffy thấy như vậy là chưa đủ Cậu muốn có thêm Usopp và tổ đội của mình Tuy cũng muốn lắm nhưng mà khứa ba hoa vẫn băn khoăn Cậu lo rằng Kaya sẽ không có ai chăm sóc Cô tiểu thư cho rằng bản thân từ giờ đã đủ mạnh mẽ Để có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình Nên Usopp không cần quá lo cho cô nữa Cậu phải đi theo lý tưởng của riêng mình Ngàn lời bạn khuyên không bằng gái xích lô cho phát Usopp chính thức gia nhập băng mũ rơm Con tàu Going Mary chính thức ra khơi Hướng thẳng tới đại hải trình Nhưng chưa kịp mừng vui được lâu thì cả bọn ăn ngay quả chốt đến từ phó đô đốc Gap aka ông nội Luffy. Gap hạ lệnh bắn cảnh cáo nhằm tạo lợi thế. Rồi bác Loa Sen yêu cầu thằng cháu nhanh chóng đầu hàng. Ngoan thì chỉ bị đấm những cú yêu thường mà bướng là bị đấm nghiêm túc nhưng lù vẫn một mực không nghe. Thấy thằng cháu quá láo. Gap quyết định chơi tất tay theo đúng nghĩa đen. Một quả đạn pháo được ông ném về phía con tàu phía trước. Luffy rít lấy một hơi thật sâu, tung chiêu bong bóng cao su, phản lại quả đạn pháo làm gãy cả cột buồm tàu gáp Tận dụng thời cơ đó, băng mũ rơm tăng tốc lao vào sương mù cắt đuôi. Nhìn thằng cháu rời đi, vị phó đô đốc cay lắm Nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng thằng nghịch tử này Giờ nó đã ghê gớm lên không ít Giữa màn xương trắng phủ vô phương hướng Một mùi hương cực quyến rũ xông vào cánh mũi của Luffy Bản năng ăn uống thức tỉnh Lù yêu cầu thuyền viên xoay bánh lái đi theo hướng của mùi hương đó Đúng là mũi của một thằng ham ăn vừa thoát khỏi man xương cả bọn đã đến trước nhà hàng Barati một nơi ẩm thực nức tiếng toàn biển đông chủ của nơi đây là đầu bếp dép một ông già cộc cằn khó tính nhất là với khứa này Sanji một thanh niên với cá tính mạnh mạnh nhất là đôi chân với bộ cước pháp đá đến đầu mê đến đấy mạnh nhì là cái mỏ của anh khi gặp gái sinh ôi chào thưa tiểu thư đã có ai nói tiểu thư xinh đẹp chưa rồi sao không chúng đúng là cái đám đùi mù bởi tiểu thư đây đã vượt quá khuôn khổ của cái đẹp một công trình hoàn hảo của đấng tạo hóa anh biết chữ s không thật tiện tên tôi có một chữ s chữ s trong si mê ý tôi là chữ s trong từ cút cơ trong lúc băng mũ rơm đang ăn chơi phè phỡn thì ở bên phía hải quân gáp đã chuẩn bị kế hoạch mới để tóm cổ thằng nghịch tôn thay vì gọi trợ giúp từ hải quân gần nhất gáp đã liên hệ với mihawk kẻ được thiên hạ tôn xưng là độc cô cầu bạn xem chừng quả này đội lù lành ít giữ nhiều rồi chưa biết liệu quả này cao su boy có bị tóm hay không nhưng ở hiện tại thì cậu đang bị phạt vạ vì cái tội đã ăn quỵt lại còn lý sự đần hậu quả là ông cháu phải làm tạp vụ trong một năm để trả bill ngay sau đó sanji lại vào bếp như một phản xạ tự nhiên khi gặp thằng nhõi này cái miệng dép lại bắt đầu hoạt động với âm lượng lớn sanji cũng chẳng vừa bật lại cứ phải gọi là tanh tách nhưng rồi cậu cũng phải rời đi trong sự bực thấy rõ buồn buồn chẳng ai tâm sự sanji đã kể cho luffy về ước mơ của mình anh muốn tìm đến o blue thiên đường của đầu bếp một nơi chứa đầy đủ những tài nguyên thực phẩm của tứ hải nhưng chưa ai chứng minh là nó tồn tại cả luffy quyên sanji nên nói thẳng với bếp trưởng để ông ta cho phép anh rời đi nhưng chuyện của chàng đầu bếp không dễ như vậy trong khi thuyền trưởng đang bị phạt vạ thì đám thuyền viên lại vui say ché chén được một lúc thì nami rời đi nói là mua đồ đãi u shop và zoro nhưng thực chất cô tìm đến một kẻ môi giới để đặt vé cho một người đến đảo konomi trong lúc đó trên tàu của phó đô đốc gap kobi sau khi hay tin người được ủy thác đi bắt luffy đã dò hỏi Helmeppo xem hắn có biết cái gì về gã đó không thì được hay b là một trong thất vũ hải nhưng tên hải tặc mạnh mẽ làm việc part time cho chính quyền một khi họ đã ra tay thì gạo say ra bã nghe đến đây thì Coby lo cho luffy phết nhưng thực tế kẻ đáng lo hơn là zoro mục đích ra khơi của anh chính là đánh bại mắt diều hâu để giành lấy vị trí đệ nhất kiếm sĩ nếu đã có duyên gặp mặt thế này thì chi bằng làm luôn một kéo sinh tử cho nó nóng mihawk thấy được sự nghiêm túc trong zoro nên ông đã đồng ý trong trường hợp đầu tảo thất bại mắt diều hâu sẽ tóm lấy thuyền trưởng của cậu dù cho đồng đội có khuyên hết nước hết cái thì zoro vẫn quyết chí phải đánh trận này nó không đơn giản chỉ là top một mà nó còn là giấc mơ giấc mơ không chỉ của riêng cậu trong quá khứ zoro đã cùng kuina đối thủ chưa một lần cậu đánh bại lập một lời hứa một trong hai người sẽ phải có được vị trí đứng đầu giới kiếm sĩ lời hứa chưa ráo nước bọt thì kuina đã ra đi do ngã cầu thang trong lòng đau đớn khôn tả đầu tảo đã xin nhận thanh wado ichimonji của cô bạn cậu sẽ đưa bản thân lên top 1 danh tiếng của cậu phải vang lên tận thiên đàng đây sẽ là cơ hội để zoro hoàn thành lời hứa sáng hôm sau như lời hẹn zoro đã đến đối mặt với mihawk vì không muốn dùng dao mổ trâu để xử lý gà mắt diều hâu sử dụng con dao găm nhau

thấy đối thủ khinh miệt mình đến vậy zoro dùng phun lực trong từng đường kiếm nhưng cứ vào chẳng bao lâu thì đầu tảo đã bị đẩy văng lùi mihawk chiến đấu cực kỳ nhẹ nhàng cứ như nhìn ra hết chiêu thức của đối thủ vậy không ngờ trình độ đôi bên lại chênh lệch đến thế zoro thêm lần nữa trách nhân phẩm thì quả này khác đầu tảo đã bị xiên này tên yếu đuối sao ngươi không tránh ta không biết tại sao nữa nhưng nếu lùi một bước giấc mơ của ta sẽ vỡ nát và không còn mặt mũi để ngẩng đầu nữa nami trước đó đã lên đồ sẵn sàng rời đi nhưng khi nghĩ đến những gì đã qua cô đã quay xe trở lại để cùng những người đồng đội chờ đợi kết quả của cuộc chiến Câu trả lời của Zoro đã khiến Mihawk có cái nhìn khác về cậu. Tay kiếm số 1 sẽ trao cho đầu tảo vinh dự, được tận hưởng lưỡi kiếm của cây kiếm Yozu của mình. Hiểu được đây sẽ là đòn quyết định, Zoro quyết định chơi tất tay với đòn mạnh nhất với cây kiếm Wado Ichimonji trên miệng. Cả hai đều vào tư thế sẵn sàng cho đòn kết và khi đường kiếm kết thúc, kết quả đã quá rõ ràng. Zoro đã thất bại toàn diện. Cậu đã sẵn sàng nhận đòn kết thúc. Vết sẹo trên lưng là nỗi nhục của kiếm sĩ nên cậu chia thân cho Mihawk trả. Mihawk thấy khứa này cũng có chí khí của một tay kiếm thực sự nên đã gọi hỏi cái tên họ rồi xuống một đường chém cực ngọt Gã thuyền viên đã thế Mắt diều hâu muốn biết Luffy có tham vọng gì Về ánh mắt kiên định Mũ rơm khẳng định mình sẽ là vua hải tặc Một câu trả lời rất ngông cuồng Từ một thằng nhóc mồm còn hôi sữa Cũng rất ấn tượng Còn với Zoro Mihawk yêu cầu cậu phải mạnh hơn để tái đấu Trong thời gian đó ông sẽ đứng ở đỉnh cao và chờ đợi rồi cứ thế rời đi trước lúc nhắm mắt zoro khẳng định với luffy rằng vì luffy sẽ trở thành vua hải tặc nếu bản thân cứ yếu đuối sẽ làm chặng đường đó khó khăn hơn vậy nên zoro hứa sẽ không bao giờ thua nữa tuy mạnh miệng tuyên bố là thế nhưng tình trạng của zoro đang rất nguy kịch không cấp cứu kịp thời là đi chân lạnh toát ngay luffy chạy đến barati ngay nhưng tôi có đói đâu không phải là ăn mà tìm xem ở đây có y tá bác sĩ gì không luffy lập tức nhận lệnh chạy thẳng vào bếp của Zep để cầu cứu tin buồn là bác sĩ gần nhất phải mất hai ngày đường mới tới nếu thế thì zoro từ đầu tảo thành đầu cỏ mất ngay lập tức sanji lên đồ đến hỗ trợ Zep thấy vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu bảo sanji chuẩn bị cho mình một chai whisky một con dao làm bếp và một con cá cam càng to càng tốt với kinh nghiệm của mình sau khi khâu vết thương lại Zep dùng những mảng da cá đã lọc đắp lên vết thương của zoro nhằm giúp vết thương mau đóng miệng ông đã cố hết sức mình sống sót được hay không còn tùy vào ý chí của zoro và sự giúp đỡ của những người đồng đội xung quanh nữa ở một diễn biến khác mihawk đã đến tàu của phó đô đốc gap sau khi chỉ còn lại hai người mắt diều hâu thông báo rằng mình đã để luffy đi và muốn xem xem ông cháu này có thể làm được những gì khi vào tới đại hải trình trước khi rời đi vị thất vũ hải còn dự đoán rằng thằng cháu gap hoàn toàn có thể là nhân tố giành được kho báu one piece trong tương lai trở về với tình hình của nhóm mũ rơm bề ngoài luffy có vẻ rất là quan nhưng ai cũng biết rằng cậu đang lo lắng cho tình hình của zoro sanji rất hiểu suy nghĩ của Lù lúc này. Để làm một thuyền trưởng tốt không phải là việc dễ. Khả năng đưa ra quyết định sẽ là điểm mấu chốt để tách biệt những người thuyền trưởng và thuyền viên. Đó là điều mà Zep đã dạy cho cậu. Ông ấy từng là một trong những thuyền trưởng có fame to nhất vùng. Người đời gọi ông là Zep xích cước vì đôi giày thấm máu kẻ thù của ông. Lần đầu tiên Sanji gặp Zep là vào 9 năm trước, là khi băng cúc do ông cầm đầu tấn công vào tàu khách nơi Sanji đang làm việc. Giữa lúc đó có một cơn bão ảo đến nhấn chìm cả hai con tàu. Nhờ có tổ tiên phù hộ độ trì, Zep và Sanji vẫn còn sống, nhưng các ngài không độ nốt quăng họ lên một bãi đá cao chót vót đã thế chẳng cây cỏ gì sinh sống muốn làm bè thoát cũng chẳng được giờ thì họ chỉ còn nước chờ đợi với hy vọng sẽ có con tàu nào đó đi qua giải cứu vì mình là người lớn bao tử to nên dép dành túi thực phẩm to còn phần bé chừa lại cho sanji rồi chia nhau ra mà đợi tàu thấy thì báo không thấy cấm lại gần tuy không được ưng nhưng mà sanji cũng đành chấp thuận những ngày sau đó là hành trình đấu tranh tư tưởng để tồn tại của sanji thời gian cứ thế trôi kéo theo lương thực dần cạn đến ngày thứ 70 khi cơ thể đã hết chịu đựng được sanji quyết liều mạng sang bên dép hỏng cướp lương thực nhưng khi rạch túi lớn ra thì bên trong chỉ chỉ toàn là châu báu để tồn tại dép đã tự ăn một bên chân của mình sanji tự hỏi tại sao ông lại làm như vậy nếu mất một chân rồi thì làm sao ông có thể làm hải tặc nữa dép cũng là kẻ mơ mộng như sanji cả đời này ông dành ra để kiếm tìm ô blue nhưng lực bất tòng tâm khi nghe sanji có chung ước mơ với mình ông chỉ có thể gửi gắm niềm mong mỏi ấy vào tay nhóc cả chip này nếu là một kẻ bất chấp dép có thể bỏ mặc sanji thậm chí chén cả cậu nhưng ông đã đưa ra quyết định nhờ đó mà hiện tại ông đang có một thằng khắc khẩu với mình thuyền trưởng phải đưa ra những quyết định khó khăn nami cũng đồng ý như vậy nhưng cô trách luffy tại sao không ngăn zoro lại kể cả đó có là ước mơ của cậu ta thì sinh mạng là thứ quan trọng hơn cả chứ nghe khẩu khí của nami luffy hiểu rằng cô rất quan tâm zoro cậu cũng vậy lù sẵn sàng đánh đổi bản thân để cứu zoro nhưng cậu phải tôn trọng ước mơ của đồng đội luffy cũng nhìn ra nami cũng có một ước mơ vĩ đại nhưng cô nàng đang cố che giấu mà thôi nami tự cãi cho rằng ước mơ cũng chỉ là mơ ước sinh mạng mới là quan trọng nhất rồi rời đi với vẻ bực tức trong lúc đó tại nhà hàng barati dép đang đối mặt với ba tên người cá thủ lĩnh của chúng a long yêu cầu bếp trưởng giao ra tên nhóc còn luffy nhanh trước khi hắn sực sạch đám thực hàng tại đây Nami đã chứng kiến mọi chuyện liền lập tức đến báo tin cho đồng bọn. Cá băng phải nhanh chóng rời đi ngay nếu không muốn bị làm gỏi. Nhưng Luffy từ chối. Cậu không thể để người vô tội liên lụy được. Ở trong nhà hàng lúc này, A đang giao giảng cái lý thuyết người cá thượng đẳng, loài người hạ đẳng của mình. Hắn căm ghét con người kể cả khi họ chẳng ghét giống loài của hắn. Giữa lúc Luffy cùng Sanji và Usopp đã đến, mũ rơm thắc mắc làm thế nào mà đám người cá tìm ra mình. Thì một tên đi theo A đã bỏ cái đầu của Booker ra. Trước khi Luffy và homi rời đi, hắn đã cho một bên tai lẻn vào mũ của cậu. Nhờ thế mà mọi hành tung của đám lù hắn đều nằm lòng Mục đích của A không gì khác ngoài tấm hải đồ đến với Đại Hải Trình và một nửa số kho báu mà băng mũ rơm cướp được. Dĩ nhiên điều đó làm Luffy không ưa. Nếu đã không ưa nhau thì tay chân sẽ lên tiếng. Dép lên tiếng trước bằng một phát đạn nhưng nó vô dụng trước body người cá. Ngay sau đó ông bị tên người cá đuối đá gãy chân giả rồi thổi bay bằng một quyền. Thấy thế Sanji lao đến đáp trả bằng một cước. Kỹ thuật chiến đấu bằng chân mà anh kế thừa từ Dép. Tuy nhiên nó chưa đủ đô với tên người cá. Hậu quả là Sanji cũng bị một đấm cho bay. Luffy cũng bắt đầu cuộc chiến với A Lâm. Cậu nhanh chóng cho thấy bản thân như bánh xe để lâu ngày đã non còn xìu đơn giản là cậu không có cửa thắng nhưng từ điển của lu không có từ đầu hàng. Mũ rơm vẫn ra sức combat nhưng vào ba thì ra bảy. A à, Long vẫn quá sức áo trình. Sau đó thủy tạt khiến cho đối thủ tụt nhanh sinh lực đến gần cạn. A Long đã hoàn toàn dập tắt cơ hội đảo ngược tình thế của Luffy. Khi hắn chuẩn bị tạp mũ rơm thì Nami đã xuất hiện xen ngang. Cô chỉ coi đám Luffy là quân cờ để lấy được bản đồ. Thực chất Nami là quân sư cấp cao dưới trướng A Long. Trước khi rời đi tên người cá tính chén Luffy nhưng Nami thêm lần nữa ngăn lại việc đó. Cứ để biển cả lo và thế là Luffy bị quăng xuống biển. Nếu không ai cứu giúp thì quả này

dĩ nhiên men thì làm sao mà ngỏm được sanji đã nhảy xuống cứu cậu một mạng nhà hàng barati tan hoang sau cuộc gây rối trong lúc sanji bắt tay dọn dẹp dép đã ngăn cản này này nhóc cá chip cậu tính làm gì vậy mai phải mở cửa ông muốn reviewer cho một sao à ta không khiến như nào nữa sanji nhóc hãy biến khỏi nhà hàng của ta ngay ông bị lú à nhóc phải cút khỏi đây mà theo đuổi ước mơ của mình thiếu tôi nơi đây sẽ sụp đổ cậu nghĩ mình là gordon ramsay chắc mà dù có là thế thì cũng biến ngay cho khuất mắt ta ô tôi được khứa tạp vụ mời lên tàu đấy ông có thực sự muốn cút ngay và chóng Ờ ừ, được, tôi đi khỏi đuổi. Trong khi đó trên tàu Going Mary, Zoro đã vượt được quỷ môn quan để trở về. Khỏi nói có biết Luffy mừng cỡ nào. Giờ là lúc băng mũ rơm đi lấy lại những thứ mà A Long đã lấy mất. Ngày hôm sau khi cả băng chuẩn bị ra khơi, họ còn đón chào sự góp mặt của một đồng đội mới. Sanji đồng ý gia nhập băng và giữ trước đầu bếp. Khi con tàu bắt đầu rẽ sóng, dép từ xa nhìn đứa con trai sắp khởi hành cho ước mơ như bao người bố khác hai con người vốn khắc khẩu nay lại tình cảm kỳ lạ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé sanji rồi lão khọ lão biết gì không lão là một ông lão chết tiệt nhưng tôi cảm ơn lão rất nhiều tôi sẽ không bao giờ quên ông đâu tôi sẽ sớm về ám lão tiếp con thuyền going mary dễ sóng thẳng tiến nhưng vấn đề là không có hoa tiểu thì biết đường nào mà lần Hay để cho zoro à mà thôi bỏ đi cái này luffy đã tính trước rồi cậu đã thỏa thuận với bucky sẽ giúp hắn tìm cơ thể bù lại hắn phải chỉ đường cho họ tới chỗ a long ngày hôm sau gáp đã đến nhà hàng barati để tìm kiếm thông tin về luffy dép thẳng thường nói mình không biết ai tên như vậy cả nhưng vẫn hoan hỉ mời vị phó đô đốc một bữa ăn thịnh soạn gì chữ ăn thì gáp ok không phải nghĩ hơn nữa còn là một đầu bếp hải tặc có tiếng tội gì mà không trải nghiệm trong bữa ăn đó gáp vẫn không ngừng dò hỏi còn dép thì làng tránh cựu thiên trưởng băng cúc cho rằng thời đại có những hải tặc trẻ đã đến chúng đã sẵn sàng vươn lên nắm lấy thời thế luffy chính là người sẽ dẫn đầu ngọn sóng đó cậu rất giống với một gã chung thời đại với họ gold d roger vua hải tặc gáp thì coi đám mới nhú chỉ là ngựa non háo đá còn với luffy Ông sẽ không để cho thằng đích tôn của mình rơi vào vết xe đổ của Roger đâu Trong lúc chờ đợi phó đô đốc Kobe và Helmepo ra quầy bar làm tí men Ở đây họ đã kiếm được tin tức của Luffy Thông qua gã bartender ở quầy bar Ngay lập tức cả hai báo tin cho Gap Ông ra lệnh chuẩn bị tàu hướng tới quần đảo Konomi Không thể che giấu được gì nữa Nhưng Zep vẫn khuyên Gap rằng Dù ông có muốn hay không thì thời đại cũng sẽ dịch chuyển Và chúng nhất định sẽ làm chủ Có thể nhưng Gap sẽ ngăn chặn nó Trở lại tình hình của băng mũ rơm Sau khi đặt chân đến quần đảo Konomi Họ đã gặp được Nami khi cô đang đến một ngôi làng để thu tiền bảo kê Thấy nhóm mũ Dơm nami một bực bảo cả bọn mau cút khỏi đây dĩ nhiên dù cô nàng nói vậy hay nói nữa thì lù cũng nhất quyết chối từ kiểu gì thì kiểu nami cũng phải nhập băng nami đã nói hết nước hết cái mà luffy vẫn bướng nên cô mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm có những gì vừa chứng kiến lù đã tìm ra người sẽ cho họ câu trả lời sát đáng nhất sau khi hỏi thăm thông tin từ ông chú mặt sẹo cả bọn đã đến căn nhà ở cuối đường chưa kịp gõ cửa thì chủ nhà đã vác súng ra chào đón cô ấy là nojiko chị gái của nami đúng là chị em xinh đẹp và cá tính y như nhau sanji nói thế và cũng nhờ cái lưỡi dẻo quẹo và kỹ năng nấu nướng của khứa này mà cả bọn đã có cơ hội được nghe câu chuyện về quá khứ của nami nhiều năm về trước nami và nojiko được một cựu quân nhân tên belemere nhận nuôi họ tuy không chung dòng máu nhưng đối với họ đây chính là gia đình cuộc sống cứ thế diễn ra cho đến một ngày a cùng đồng bọn tấn công vào làng khi chúng đến nhà của belemere đòi cống nạp vì không muốn phủ nhận tình cảm gia đình bà đã chấp nhận hy sinh tính mạng để bảo vệ hai đứa trẻ nghe đến đây cả bọn thấy lân cấn nếu điều nojiko kể là đúng thì nami đang làm việc cho đám sát mẫu của mình nhưng thực tế đằng sau đó là cả một câu chuyện bi kịch khác mà nami đang phải tự gánh vác sau sự ra đi của mẹ cô bé đã đến gặp a long để tự tiến cử bản thân vào băng nhóm người cá cô sẽ tìm hải đồ free cho hắn bù lại cô sẽ mua lại ngôi làng với cái giá 100 triệu belly sau bao năm thăm ngàn kẹp ngần cuối cùng thì Nami cũng đã có đủ số tiền đó và có thể kể hết cho chị gái mình nghe tuy nhiên điều không mong muốn lại xảy ra tên đại tá chuột thông đồng với A Long bất ngờ xuất hiện với lý lẽ rằng tài sản trộm của hải tặc là của phi pháp chúng đã cướp đi toàn bộ số tiền Nami đổ xương máu ra để tích góp Nami hiểu rằng nếu hôm nay không giao ra số tiền đó nhất định A Long sẽ giết sạch ngôi làng không còn sót lại một mống đặc biệt là khi hắn đã có trong tay tấm hải đồ đại hải trình nhưng sức cô có hạn thân cô thế cô không thể địch lại với cả một đám người người cá tàn bạo đó Điều duy nhất mà Nami có thể làm Là tự đâm vào vết sắt biểu tượng băng của chúng Nhưng khoan cô quên mất ngôi sao hy vọng rồi Người đó mang tên Monkey D. Luffy Nhưng ban đầu thì Nami vẫn chê lắm làm sao một kẻ từng bại dưới tay A Long mà lại có thể làm nên cơm cháo được? Nhưng Luffy là mên mà mên thì thua thế méo nào được. Giác ngộ điều đó, Nami cầu xin Luffy giúp mình trao lại chiếc mũ cho cô bạn giữ hộ. Luffy cùng anh em bắt đầu cùng lên đường. Lúc này A Long đã cùng đám thuộc hạ tấn công vào ngôi làng. Khi băng mũ rơm đến nơi, ngôi làng chỉ còn là một đống hoang tàn. Tất cả những người còn sống sau khi biết sự hy sinh của Nami cũng nhất tề đứng lên đấu tranh. Nhưng Nami đã ngăn họ lại với thực lực của những người chân yếu tay mềm như thế này. Có khi A Long búng tay cũng tử. Tất cả mọi chuyện cứ để Nami và những người bạn lo là là được cách đó không xa tên đại tá chuột hợp tác với a Long đã bị gáp triệu tập để tra hỏi vụ tấn công làng kokoyashi và những hoạt động của đám người cá do a long cầm đầu hắn cố sức che giấu cho a long và đổ hết tội lỗi lên đầu băng mũ rơm nhưng có điều hắn không biết hắn đã đổ cho sai người mất rồi trở lại với tình hình cuộc chiến băng mũ rơm đã đến gõ cửa bằng người cá luffy và nami sẽ đi tìm bản đồ trong khi zoro sanji và usopp sẽ lo lũ lính lác ở bên ngoài nhờ sự support nhiệt tình của đồng đội luffy và nami đã đến được phòng bản đồ nami chỉ tính đến lấy bản đồ rồi đi nhưng đâu có dễ như vậy a long và cây hàng răng cưa của hắn đã đến sẵn sàng cho trận lượt về giữa hắn và luffy ở một diễn biến khác usopp đang bị tên người cá dọn bể truy đuổi tên này sở hữu cái mỏ có thể bắn được nước căng như súng lục năng lực của hắn thì khủng nhưng não hơi bé sau khi bịp cho tên người cá tưởng mình hẹn usop đã lùa được hắn đến đủ gần để sử dụng đạn nổ mới chế nhắm thẳng vào chai rượu hắn cầm one shot one kill thuyền trưởng usop vạn tuế trong khi đó tại along park zoro và sanji đang xong kiếm hợp dép hạ gục hết đám lính đối thủ của họ bây giờ là tên người cá đuối hắn sở hữu kỹ thuật karate người cá một loại võ công đặc biệt dành cho giống loài nhân ngư cộng thêm năng lực thể chất khủng khiếp đã khiến cho hai anh chàng bị hành không ít tuy nhiên cái gì cũng có cách giải quyết của nó nhất là khi tên người cá dám hạ nhục Nami cưng Sanji bắt đầu đấu nghiêm túc với combo đòn thực cước lưng danh đã khiến tên người cá chỉ biết nằm im chịu trận để rồi bị hạ gục cuộc chiến của những người anh em khác đã xong còn ở chỗ Luffy vẫn đang đến hồi tâm sự với Nami và tấm bản đồ và đại hải trình A Long có thể nắm trong tay cơ hội sưng hùng sưng bá đừng nói đến cái vùng biển đông nhỏ nhoi này mà cả thế giới sẽ nằm trong tay hắn A Long tự tin sẽ chẳng qua ai dùng Nami tốt hơn hắn cả Luffy thì hoàn toàn ngược lại Nami là đồng đội chứ không phải công cụ chính tay cậu sẽ đá đít A Long để giải thoát cho nàng Hoa Tiêu để thuận lợi cho việc ấy. Luffy bảo Nami rời đi để cậu có thể lo hậu sự cho con cá hư này. Nói thì dễ chứ làm thì đau phết. Với lợi thế về thể chất, A Long vẫn chiếm thế chủ động. Kể cả khi Lù đã ra một đấm khiến hắn đi cả hàng tiền đạo thì nó cũng lập tức được mọc lại. Địch khách thế này thì chơi làm sao được? Nếu không chơi sức được thì ta chơi chất xám. Luffy chủ động phá vỡ các trụ chống nhà, tài sản bị phá hủy trước mắt khiến A Long cay thật sự. Hắn không ngừng truy đuổi Luffy quyết lấy mạng cậu, nhưng như cái họ của mình, Lù lẹ như khi, khiến cho chính tên người cá hàm ông cạp ông cuộc chiến đi vào hồi kết luffy dồn cứ đi thịt cơ mông tung một đòn gomu gomu gắt linh gun hướng thẳng về phía a long với cơ thể khủng bố của hắn va vào tòa nhà tiến độ phá vỡ càng được đẩy nhanh không chịu khuất phục a long tiếp tục lao đến như một con quái vật trong cơn cuồng nộ luffy tiếp đón ngay bằng chiều gomu gomu ono hạ gục a long đồng thời xóa sổ cả tòa biệt thự ven biển của hắn Ơn mà khoan nhà sập thế này thì lù thoát làm sao được dĩ nhiên là bằng sức mạnh của Mên rồi vừa thoát khỏi đống gạch vụ cậu đã tuyên bố nami từ nay sẽ là hoa tiêu của băng mũ dơm là đồng đội của cậu không chỉ có nami được giải phóng ngôi làng cũng được tự do sau bao năm cơ cực. Tuy nhiên trong đêm ăn mừng, một vị khách đã đến làm thay đổi cả bầu không khí, gáp hạ lệnh cho tất cả vây bắt bằng mũ rơm, nhưng Kobi đã cản lại. Cậu chắc chắn Luffy không bao giờ ra tay tàn độc như vậy. Kể cả khi gáp đe dọa sẽ trừng phạt, tóc hồng vẫn nhất nhất tin vào bạn của mình, nhưng chỉ mình Kobi là nghĩ như vậy. Những hải quân khác khống chế từng thành viên của băng, còn Luffy được gáp gọi ra tâm sự mỏng. Gáp khuyên thằng cháu thôi ngỗ nghịch mà từ bỏ đi, nhưng Luffy từ chối. Nếu mà nước bọt không giải quyết được thì với tư cách ông nội, Gáp sẽ cho Luffy thức tỉnh bằng những nắm đấm yêu thương. Luffy có thể khá mạnh, nhưng so với Gáp thì cậu còn non và xanh lắm. Mỗi một quyền mà ông tung ra là bấy nhiêu lần thằng cháu bay thẳng cánh. Thời hạn để nhường ông đã hết. Luffy quyết định sẽ làm một đòn cho ông nở mày nở mặt. Cậu tận dụng lực đẩy lao đến tấn công. Cứ ngỡ sẽ thụi được một quyền nào ngờ lại bị phản đòn lại. Thực lực của Luffy là chưa đủ. Đây chỉ là cuộc chiến gia đình mà thôi. Ở Đại Hải Trình còn bao kẻ mạnh khác. Chúng sẽ không nương tay như gáp bây giờ đâu tuy nhiên điều đó không làm luffy sợ hãi dẫu có như thế nào thì cậu vẫn quyết theo con đường mình chọn kẻ duy nhất nói cậu không làm được chỉ có cậu mà thôi ý chí của luffy đã khiến gáp bị thuyết phục đúng thực thằng cháu này rất giống roger ông lệnh cho lính đi bắt tàn dư băng a long thực ra gáp hiểu thằng cháu mình ông chỉ muốn thử thách để xem mũ rơm có thực sự kiên định và giờ ông có thể yên tâm giao phó số mệnh của luffy cho chính cậu nhưng luffy không nghĩ thế từ bây giờ số mệnh của cậu sẽ gắn với những người đồng đội của băng hải tặc mũ rơm sau ngày hôm đó nami đã có một hình xăm mới là sự kết hợp của trong chóng và cam những điều quý giá gắn bó của cô với mẹ và ngôi làng. Còn Luffy, cậu đã chính thức được truy nã với mức giá là 30 triệu Belly, top 1 server hải tặc vùng biển Đông. Con tàu Going Merry lại tiếp tục hành trình mang theo giấc mơ của những thủy thủ trên tàu. Phía trước họ sẽ là những thử thách thực sự và một trong số đó là người đàn ông này. Cuộc chiến với người đàn ông đầy khói này sẽ như thế nào? Hãy chờ đợi vào season 2 của One Piece sẽ lên sóng vào các thứ tư cuối cùng của các tháng hoặc sớm hơn. Còn bây giờ, tôi còn quạ. Xin chào và hẹn gặp lại.